sư đi lang thang xin ăn, không làm gì, không giáo hóa gì để phá tan đạo Phật. Bây giờ mà tất cả sư đều bỏ chùa đi lang thang vô định, mặc áo vải, không làm gì, không có gì, ăn bữa đói bữa no, bệnh không có tiền chữa trị, không học giáo lý, không có chỗ đàng hoàng để ngồi thiền, vấn đề vệ sinh cá nhân cực kỳ kém cỏi, thì chỉ cần vài năm là đạo Phật biến mất vì không đem lại điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Thế nên việc dặn cho người làm hình mẫu một nhà sư đi lang thang rồi tung hê ca ngợi chính là một đoàn hiệp làm đạo Phật sớm biến mất khỏi thế gian. Họ có ngon thì dựng tình hình tu sĩ đạo khác đi lang thang xem phản ứng thế nào. Nếu ta bám theo kỹ, có khi phát hiện nhà sư kia đã có sự hỗ trợ đầy đủ để có thể đi khắp nơi quảng bá cho một Phật giáo tự tiêu diệt. Bạn à, nếu mà trong cái kênh Tu Cộng, bạn rất không hiểu về đạo Phật. Đức Phật dạy, người tu hành chỉ có một nghề đi xin ăn là nghề duy nhất, không làm nghề gì khác, và chỉ ăn người một bữa, không cất giữ tiền bạc. Thế việc các nhà sư mà đi lang thang ấy, mà quay ngộn trên mạng ấy, thì chúng tôi cũng không ủng hộ, là vì đi bộ Bắc Nam như thế, qua lời bạn nói cũng có thể rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Học giáo lý, thông hiểu rồi bắt đầu với hành. Nên Đức Phật dạy, thông hiểu những gì thông hiểu, trau dồi những gì trau dồi, dứt bỏ những gì dứt bỏ rồi mới tu tập. Còn đạo Phật là đạo của khoa học, đạo của trí tuệ, đạo của lòng từ bi. Chứ đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật đi đến con người giác ngộ để khỏi khổ cho chính mình. Đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả làm người, chứ đạo Phật không phải đến với cái những thứ ham muốn đủ thứ như tiền bạc, sắc dục, ăn uống và ngủ nghỉ như bạn nghĩ đâu. Nếu chúng ta ủng hộ các vị ấy thì chúng ta hãy tạo điều kiện cho họ để đến một cái vùng nào đó ở đó, chứ không đi lang thang cả nước như vậy, mà cũng không có nói gì có chỉ kiến cả. Thế Thích Minh Tuệ như vậy cũng rất vất vả khổ. Tôi đã gặp ngài, đã khuyên ngài, nhưng cũng không phải vậy. Nếu như mà mình không có trí lý, qua những kiến thức trả lời như trên quý vị hỏi, thì người hỏi cũng không có đủ kiến thức để mà hỏi, vì có tu đâu mà hỏi. Còn những người trả lời thì cũng nói đâu trả đấy thôi, thì nói chung là người ta cũng không phải nhà sư, hay là nhà sư tu với cái mức độ là hiểu biết nó còn kém cỏi. Nhưng chúng ta phải nghĩ đạo Phật là đạo không có nấu, tự nấu trong bếp mà ăn. Và đạo Phật không phải về gia đình ở cứ khoác áo đạo Phật. Do vậy, các nơi nên chú ý quan tâm đến cái việc quản lý đạo Phật. Đạo Phật là phải quản lý hệ thống để tránh là những nhà sư mà đi giả sư như vậy. Chính giả sư mà để đi xin ăn cũng là một cách bức xúc xã hội, vì không có căn cước công dân nằm trong hệ thống giáo hội quản lý. Nên giáo hội Phật giáo Việt Nam nên bổ sung trong cái chứng minh thư về vấn đề công nhận về cái tăng tịch thì là tốt nhất, mà cũng nên rỡ bỏ cái lệnh đi cấm các nhà sư đi xin. Còn đến địa phương nào thấy nhà sư mặc quần áo mà không có cái căn cước, mà không có tăng tịch ấy, người xuất gia, thì nên là nộp y áo, cho họ bộ quần áo khác đó về, không mặc áo vàng, áo nồng nữa là tốt nhất. Chứ còn ta cấm như vậy là ta mất dần với đạo Phật. Là vì đạo Phật không phải là đi bán để kiếm tiền như YouTube các bạn đang nói, hay của các giảng sư đang kiếm tiền ngộn trên mạng, để các nhà khoa học như nghệ sĩ Đoàn Hương rồi Vũ Thế Dũng nói ra nhiều rồi, là mất uy tín của đạo Phật. Chứ người